Nội dung bài học gồm các phần như sau: 1. Từ mớ. 2. Nghe bài học. 3. Ôn tập. Bây giờ chúng ta bắt đầu với phần đầu tiên. 1. Từ mớ. Mời các bạn ghi lại các từ mớ trong bài. Tì tì. Tì tì. Tì tì là em trai. Zui. Zui là cái miệng. Giả. Giả tức là răng. Răng của chúng ta ha. Zou. Zou là đi. Pá. Pá là leo hay là trèo. Mời các bạn nghe và đọc lại từ mớ hai lần. Khi nghe tiếng chuông, các bạn hãy lặp lại theo nội dung vừa nghe. Tì tì. Tì tì. Zui. Zui. Giả. Giả. Zou. Zou. Pá. Pá. Hai, nghe bài học. Mời các bạn dùng tai nghe và tập trung lắng nghe nội dung bài học. Đi ủ khơ. 我的弟弟有嘴没牙不会走只会爬。我的弟弟 là em trai của tôi. 有嘴没牙 là có cái miệng nhưng mà lại súng răng. 不会走不会 là không biết. 走 là đi, không biết đi. Chỉ huy pá. Chỉ huy pá. Pá ở đây tức là leo, trèo. À, không biết leo, trèo. Mời các bạn nghe và đọc lại bài học hai lần. Đi ủ khơ. Đi ủ khơ. Wo de di di. Wo de 弟弟有嘴没牙有嘴没牙不会走不会走只会爬只会爬。Ba, ôn tập. Một, bổ sung thanh điệu vào câu. Các bạn tập trung nghe đọc 3 lần và điền thanh điệu vào câu sau. Bắt đầu. Lần 1. 我的弟弟有嘴没牙不会走只会爬。 我的, lần 2. 我的弟弟有嘴没牙不会走 只会爬. Lần 3. 我的弟弟有嘴没牙不会走只会爬. Tìm từ thích hợp thay thế vào chữ X. Các bạn có 2 phút để làm bài tập này. Bắt đầu. Thank you.
sau khi học xong bài học ngày hôm nay, các bạn hãy tìm bạn bè cùng thực hành ngay. Nếu như không có bạn cùng học thì các bạn có thể tham gia vào group Facebook này để cùng chúng ta cùng học tập và chia sẻ. Chỉ có thực hành là phương pháp tốt nhất để chuyển kiến thức của người khác thành bản thân mình. Và cuối cùng, mong các bạn dành ít phút để đăng ký, like cũng như chia sẻ hoặc gửi mail và nhận xét như cần. Cảm ơn các bạn đã đón xem. 再见.